bạn quay trở lại với kênh Lý Sửa Vlog của mình nha. Thì trong video clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa sai kỹ thuật truyền bóng, kỹ thuật truyền bóng cao tay, hai tay trước mặt các bạn. Thì trước tiên mình sẽ thực hiện cái kỹ thuật đúng trước cho các bạn xem, các bạn quan sát. Đó là cái kỹ thuật truyền bóng cao tay đúng. Cái những cái sai lầm mà thường mắc các bạn hay mắc ở trong cái kỹ thuật học truyền bóng cao tay này, thì cái thứ nhất là cái hình tay của chúng ta. Đối với hình tay thì mình xin phép lại gần cho các bạn xem nha. Hình tay của chúng ta là các bạn tạo thành cái hình vòm để cho cái trái bóng nó lọt vào trong, nửa hình vòm của trái bóng. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải ngửa cổ ra, đứng góc độ này, ngửa cổ ra. Tay chúng ta đưa lên, hình vòm. Hình vòm. Cái thứ ba nữa thì các bạn lưu ý là khi bóng xuống thì chúng ta đồng thời hoãn xung tay và kết hợp với gối là quỳ xuống đặt duỗi. Cái sai các bạn thường mắc á, là tay chúng ta đưa ra như thế này nha, thì bóng nó vào tay chúng ta là nó nghe tiếng động nó rất là lớn. Cái sai thứ ba nữa là các bạn thường mắc phải á, là khi bóng nó vào tay chúng ta là chúng ta kéo xuống thực hiện động tác dính bóng. Cái sai thứ tư của các bạn thường mắc phải á, là chúng ta không có ngửa cổ ra và bóng nó rơi vào ở trước ngực chúng ta thì chúng ta không có đẩy bóng lên được. Bóng nó rơi trước ngực lên như này là chúng ta không đẩy bóng lên được, mà cho chúng ta cho bóng nó rơi vào mặt chúng ta như này thì chúng ta dễ đẩy bóng lên hơn. Các bạn lưu ý cái sai đầu tiên mình sẽ thực hiện cho các bạn xem là cái sai là chúng ta không cho bóng rơi vào mặt. Bóng rơi này là các bạn không thực hiện được. Các bạn biện pháp các bạn sửa là cho bóng nó rơi thẳng vào mặt chúng ta và chúng ta ngửa hết cổ ra. Ngửa hết cổ ra như thế này để các bạn đẩy lên. Được chưa? Ngửa hết cổ ra. Cái sai thứ hai là các bạn bị dính bóng và chúng ta không có hoãn xung, không có hoãn xung ở chân. Dính bóng rồi. Không có hoãn xung ở chân. Dính bóng. Các bạn sửa sai lại là bóng vào cổ tay chúng ta thì nhanh chóng chúng ta hoãn xung và đồng thời kết hợp với động tác quỳ gối rồi chúng ta đẩy lắc cái cổ tay ra chúng ta nhanh lên. Lắc cái cổ tay ra nhanh lên. Thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện. Vừa rồi là mình đã sửa sai cho các bạn cái kỹ thuật truyền bóng cao tay. Hy vọng là các bạn học tốt ở nội dung này. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.